Falcon Summoner, hay còn gọi là mũi tên chim ưng, vũ khí mà Gao Đỏ nhận được khi mà bạn bè đã ngỏm gần hết, xuất hiện trong tập 31. Chuẩn bị chiến đấu. Phiên bản DX này mang một thiết kế gần giống như là trong phim, chỉ hơi tiếc một điều là dây kéo khá là ngắn. Tiếp đến là thanh kiếm để chiến đấu, cũng như triệu hồi các siêu thú, độ dài sẽ ngắn hơn trong phim khá là nhiều. Sẽ có hai chế độ âm thanh khi chiến đấu và âm thanh khi triệu hồi các siêu thú. Khi kết hợp lại hai món đồ này, Gao Đỏ sẽ bắn một mũi tên lên trời, triệu hồi ra các siêu thú, hợp thể thành Gao Icarus. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. See you!